Chào mừng các mẹ đã đến với lớp học tiền sản trực tuyến, sẵn sàng đón con yêu, được tài trợ bởi nhãn hàng Similac Mom. Chủ đề của lớp học ngày hôm nay đó là sẵn sàng để vượt cạn, sẽ giúp các mẹ hoàn tất được giai đoạn chuẩn bị đón bé yêu với hai vấn đề chính. Thứ nhất là giai đoạn chuyển dạ và các dấu hiệu của chuyển dạ. Thứ hai là chuẩn bị và sắp xếp các đồ dùng trước khi đi sinh. Nói đến chuyển dạ thì đây là một trong những nỗi lo hàng đầu của các mẹ bầu. Thế nhưng các mẹ ơi, nếu mà chúng ta hiểu rõ thế nào là chuyển dạ và các giai đoạn chuyển dạ diễn ra như thế nào thì các mẹ sẽ hoàn toàn tự tin và yên tâm để bước qua giai đoạn này. Ngày hôm nay thì anh vui mừng giới thiệu với các mẹ sự có mặt của tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Hiền, cố vấn y khoa cao cấp Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Thì chúng ta biết rằng là chuyển dạ thì nó có hai cái giai đoạn. Đầu tiên á, là gọi là tiền chuyển dạ hay là trước khi chuyển dạ. Và chúng ta hay nói rằng là chuyển dạ giả đó. Cái giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn chuyển dạ thật sự. Thì giai đoạn chuyển dạ giả hay là tiền chuyển dạ, người phụ nữ mang thai sẽ có những cái cơn gò. Và đặc điểm của cái cơn gò cổ tử cung á, thì không biết là Thùy Anh có với cái kinh nghiệm của mình có thấy giống như vậy không? Tức là cơn gò nó không có đều, không có gây ra đau. Và thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy gò mà thậm chí là méo cái bụng luôn. Và khi mà ở cái những cái giai đoạn đấy thì nó cái đầu em bé nó thúc xuống nên người phụ nữ mang thai có thể cảm thấy là mắc tiểu. Vâng, mắc tiểu rất là nhiều lần và trì nặng ở phía dưới và đôi khi đau ở cái khớp vệ này, đau ở dưới vùng mông này và đặc biệt rằng là cảm thấy đi đứng nó cũng khó khăn hơn. Thì cái giai đoạn này nó có thể kéo dài mà nhiều ngày và thậm chí rằng là 1-2 tuần mới đẻ. Nên nếu mà chúng ta có những cái dấu hiệu như vậy, chúng ta cũng đừng có lo lắng và cũng chưa cần phải đi vô trong bệnh viện ngay. Và cái giai đoạn thứ hai người ta gọi là giai đoạn chuyển dạ thực sự. Thì giai đoạn chuyển dạ thực sự là có những cái dấu hiệu rất là đặc trưng, mà đặc trưng nhất đó là cái cơn đau của chuyển dạ. Đau này nó đặc điểm đó là từng cơn đều đặn và nó cái mức độ đau nó càng ngày càng tăng dần. Cái thời gian đau nó cũng càng ngày càng nhiều hơn. Ví dụ như lúc đầu là chúng ta nửa tiếng mới đau một lần, sau đó là 15 phút. Và tới khi mà sinh á, thì mỗi một phút đau, một phút nghỉ. Càng ngày càng dữ. Đúng rồi, dạ đúng rồi. Và những ngoài ra kèm theo những cái dấu hiệu khác, ví dụ như là ra máu này, hoặc là ra nước là vỡ ối đấy. Và đó, khi chúng ta thấy những cái dấu hiệu như thế, chúng ta cần phải đi vô trong bệnh viện ngay. Thì khi mà chúng ta đi vô bệnh viện, bác sĩ sẽ thăm khám và thấy có những cái dấu hiệu là cổ tử cung nó mở ra, đầu em bé nó thụt xuống, vâng, và cổ tử cái nước ối á, cái đầu ối nó thành lập, mà bác sĩ sẽ khám thì thấy rằng là cái ối nó căng phồng lên. Đấy là những cái dấu hiệu của chuyển dạ thực sự. Chồng đã xong chưa? Chồng xong rồi. Các mẹ ơi, bên cạnh việc chuyển dạ thì có một việc cũng quan trọng không kém, đó chính là chuẩn bị đồ dùng trước khi đi sinh. Bố và mẹ hãy cùng lên danh sách những vật dụng cần mang nhé. Việc chuẩn bị đồ trước khi đi sinh là vô cùng quan trọng và mẹ nên chuẩn bị từ tuần thai thứ 36 nhé. Đầu tiên là các loại giấy tờ cần thiết: hồ sơ khám thai, hồ sơ bệnh lý của mẹ, giấy tờ tùy thân và các bạn đừng quên chi phí nhập viện nhé. Thứ hai, chuẩn bị sẵn sàng đón bé yêu: áo sơ sinh, ba tay ngắn, ba tay dài. Áo sơ sinh các mẹ nên chọn loại cô tông mềm mịn thoáng mát để giúp bé thấm mồ hôi và có thể chọn loại một dây để dễ dàng thay đổi. Bao tay bao chân 5 đến 10 đôi. Bao tay bao chân giúp để giữ ấm đôi bàn tay bàn chân cho bé và đặc biệt không để bé cào xước mặt. Mũ cho trẻ sơ sinh 3 cái. Và cũng là chất liệu cô tông thoáng mát và mềm mại nhé. Tã lót gồm 10 chiếc, tã xô, tã bỉm và tã chéo. Tã chéo các mẹ có thể sử dụng tã chéo lớn để quấn kín phần đùi cho bé. Tã xô dùng để đóng bỉm hoặc vệ sinh. Các mẹ cũng có thể dùng tã bỉm sử dụng với quần đóng tã rất tiện lợi. Đối với tã bỉm, các mẹ chỉ nên mua một gói sơ sinh 1 và một gói sơ sinh. Khăn lớn 2 cái, loại khăn lớn mềm để quấn người và lau khô cho bé sau khi tắm. Khăn sữa 20 cái nhỏ, 5 cái to. Cũng là loại khăn mềm cho làn da nhạy cảm của bé, dùng để khi cho bé bú và vệ sinh. Bình sữa 1 cái, loại 120ml là đủ dùng. Dụng cụ cọ bình sữa phòng trường hợp mẹ chưa thể cho bé bú trực tiếp. Lót mông chống thấm 5 cái. Mẹ nên chuẩn bị lót mông cho bé khi nằm. Loại một mặt là cô tông hoặc là vải xô, còn một mặt kia là ni lông chống thấm. Có thể là hình vuông hoặc hình chữ nhật đều được. Nước muối sinh lý dùng để vệ sinh cho bé. Chậu nhựa nhỏ 2 cái hai màu khác nhau. Một cái dùng để rửa mặt, còn một cái dùng để vệ sinh cho bé. Gạc, tưa lưỡi. Gạc dùng để vệ sinh rốn, còn tưa lưỡi là để vệ sinh khoang miệng cho bé. Chăn cho bé 1 cái.
Thủy Anh và Đăng Khôi xin được gửi lời chào tạm biệt các mẹ. Bây giờ thì các mẹ đã hoàn toàn yên tâm bởi vì bố và mẹ đã sẵn sàng đón con yêu rồi. Chúc các mẹ vượt cạn thành công và mẹ tròn con vuông nhé! Chủ đề tiếp theo của lớp học tiền sản trực tuyến tập 3 sẽ nói về các kiến thức quan trọng xoay quanh 72 giờ vàng đầu tiên sau khi sinh. Bố và mẹ nhớ đón xem để sẵn sàng đón con yêu nhé!